Họ là bốn con người cùng chung một niềm đam mê âm nhạc. Tommy gặp chút rắc rối, một chút là bao nhiêu? Vượt qua cảnh cơ hàn để bước lên đỉnh cao của danh vọng và trở thành huyền thoại của dòng nhạc rock and roll những năm 60. Cho băng 8 đường vào, ta sẽ tăng gấp đôi giọng Frankie. Nó sẽ là quả bom trên đài. Đón xem bộ phim tiểu sử về nhóm nhạc 4 mùa trong bộ phim do Clint Eastwood đạo diễn. Những chàng trai Josie trên kênh HBO.